Đôi chân vạn dặm, tác giả Vũ Trọng Kim, chuyện giờ mới kể về những anh hùng dân tộc. Tôi đã rơi nhiều nước mắt cho những trang nháp và giờ đây, khi đọc lại cuốn sách của mình, nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Tác giả Vũ Trọng Kim chia sẻ trong buổi ra mắt sách Đôi chân vạn dặm. Đôi chân vạn dặm là cuốn tự truyện của tác giả Vũ Trọng Kim. Ông đóng vai trò là người dẫn truyện, kể lại một lát cắt trong cuộc đời của người thân, đồng đội, của những anh hùng. Đó là những câu chuyện ông được nghe, được nhìn, được chiêm nghiệm. Với Đôi chân vạn dặm, độc giả có thể hình dung một cách đơn giản nhưng rõ ràng, gần gũi về cuộc sống thời chiến, nơi những con người bình thường sở hữu hành động phi thường. Hơn 10 nhân vật được nhắc tới trong cuốn tự truyện, mở đầu là cậu ruột của tác giả, ông Phan Văn Hích. Đôi chân vạn dặm cũng kể về câu chuyện của những người anh hùng dân tộc nổi tiếng như Nguyễn Văn Trỗi, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, anh hùng Phạm Thị Thao, anh hùng Nguyễn Viết Sinh. Đôi chân vạn dặm có những câu chuyện lạc quan, hào hùng, bi tráng thời chiến, cũng có những khoảng lặng khiến độc giả phải rưng rưng. Như nhân vật em Thư, Kim Hồng, Thành Thúy trong câu chuyện tình yêu từ cảm tính đến lý tính. Kìm nén tình cảm cá nhân để dành trái tim cho tình yêu cao hơn là tình yêu tổ quốc. Từ vui buồn đến căm phẫn, đôi chân vạn dặm tội ác của du kích đầu hàng giặc. Chỉ mua 10 chỉ điểm cho địch truy sát cán bộ du kích. Những kẻ độc ác đã cầm đuốc soi vào mặt cha của tác giả, sát hại ông và hàng trăm người trong ngôi làng của tác giả. Qua chiến tranh tới hòa bình, điều quan trọng của chúng ta, nhất là các bạn trẻ hãy cùng nhau tiếp tục trên mặt trận mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không phụ công lao của những người đã hy sinh, cống hiến. Hy vọng cuốn tự truyện này sẽ gợi nhớ những gì ta nâng niu, trân trọng là những lời tác giả Vũ Trọng Kim muốn nhắn gửi tới độc giả.